Em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 26 tháng 10. Hôm nay Vườn Lan Hà Nội có về rất là nhiều mặt hàng các bác nhé. Hôm nay nhà em có các loại địa lan hàng chơi chuẩn Tết luôn ạ. Ngoài ra thì hôm nay em có xả hàng một số loại kiếm các bác nhé. Với những cái mặt hoa rất là đẹp luôn ạ. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299 ạ. Thì đầu video thì em sẽ lên cho các bác xem những cái mã địa lan nhà em mới về. Những cái mã địa lan tiểu thư Hàn Quốc các bác nhé, hay còn gọi là công chúa Hàn Quốc ạ. Hoa của nó rất là đẹp và thơm, hoa bền khoảng 2 tháng các bác nhé. Và cây này thì hoa của nó có màu đỏ tươi, nên là mình chơi vào những cái ngày lễ Tết ý, thì trông nó sẽ mang lại sự may mắn cho gia chủ ạ. Thì em sẽ lên cho các bác những cái mặt hoa của cái cây tiểu thư Hàn Quốc các bác nhé. Hoa của cây có màu đỏ các nhá, cả nhà ơi, hoa của cây có màu đỏ ạ. Các bác có thể lên những cái chậu sành, trông nó sẽ rất là sang và lịch sự ạ. Đây ạ, đấy, mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho gia chủ trong những cái ngày Tết đến xuân về. Và những cái chậu địa lan công chúa như thế này thì em sẽ chia sẻ cho các bác có hai loại các bác nhá. Cái này nó có cái tên là tiểu thư Hàn Quốc hoặc là công chúa Hàn Quốc các bác ạ. Cây này của nó thì em sẽ có hai loại như sau. Loại thứ nhất thì cả hai loại đều là rất là nhiều thân các bác nhé, lá xanh rì và hàng chuẩn Tết luôn ạ. Sẽ có những cái cây thì nụ nó hơi cao một chút, và trong khi đó, trong cái quá trình đó thì vẫn có những cái nụ thấp đang mọc, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, cây vẫn đang mọc nụ liên tục. Đây, các bác có thể nhìn thấy tầng lớp nụ này. Ví dụ như cái chậu này nhá, nụ to có này. Đấy, sau đó là nụ nhỏ, những cái nụ nhỏ có luôn này, chơi chuẩn Tết luôn các bác nhé. Và trong đó nó vẫn đang đâm thêm nụ mới này, rất rất nhiều nụ ở trong cũng có luôn các bác nhé. Thì em sẽ có những cái chậu cỡ 3 ngồng nụ sẽ là 250.000 cho một chậu. Và chậu cỡ 5 ngồng nụ sẽ có giá là 300.000 cho một chậu các bác nhé. Đấy, sẽ có cỡ 3 ngồng và 5 ngồng. Đấy, để các bác có thể lựa chọn cho mình những cái chậu đẹp để các bác có thể chơi hoa Tết được các bác nhé. Thì các bác chú ý, nếu mà các bác lấy em sẽ chọn chuẩn cho các bác cây đẹp như thế này. Và các bác để ý là ở giữa cái khe lá, có thể là ở giữa trong này này, ở tiết giữa này nó cũng sẽ có nụ các bác nhé. Đấy, nên là mình yên tâm là em sẽ gửi đúng như những gì mà em đã quay và đã chia sẻ đến các bác. Tiếp theo thì hôm nay nhà em có một ít địa lan rất là đẹp luôn ạ. Thì em sẽ lên cho các bác xem đầu tiên là những cái mã địa tương tư. Cây này thì thực sự luôn là rất là ít trên thị trường, và các bác hôm qua đã sưu tầm cũng tương đối nhiều, nên là hôm nay em chỉ còn hai mã thôi. Thì trước tiên em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây địa tương tư các bác nhé. Đây ạ, đây, mặt hoa dân đi rừng hái về vẫn còn trên cây trên. Đây ạ, đấy, rất là đẹp luôn ạ. Ngoài ra thì nó sẽ có cả mặt hoa màu hồng các bác nhé. Nó sẽ sổ hai mặt là màu xanh và màu hồng. Thì địa tương tư thì hiện tại em còn hai mã. Thì em có một mã là một dề này, em chia sẻ cho các bác là 150 này. Đấy, hoặc là các bác có thể lấy mã rời. Mã rời thì được rất là nhiều các bác nhá, được rất là nhiều, mình có thể về mình trồng làm nhiều chậu luôn ạ. Cũng 150 luôn các bác nhá, 150.000, hiện tại có hai mã để các bác sưu tầm thôi. Tiếp theo thì em có một mã kiếm bích thủy. Kiếm bích thủy thì hàng rừng, hoa của nó sẽ sổ ra có thể là màu vàng xanh, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu hồng các bác nhá. Đấy, cây này nó có 4 màu hoa cơ, rất là đẹp luôn. Kiếm bích thủy thì là bó này là 150.000 các bác nhá, được rất là nhiều luôn ạ. Đấy, 150.000. Ngoài ra thì em còn có một mã kiếm bóc đô hoa đỏ, rất là đẹp luôn ạ. Cũng là 150.000 luôn các bác nhá. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây. Đây ạ, có một bó duy nhất thôi, hôm nay chỉ có một bó thôi ạ. 150.000 các bác nhá. Đây, rất là đẹp luôn ạ. Một bó thì được rất là nhiều, các bác có thể về sưu tầm. Tiếp đến thì hôm nay thì em tiếp tục chia sẻ cái lô Mạc Xuân các bác nhé, của vùng Tây Yên Tử, cực kỳ đẹp luôn. Và cái hàng này thì thực sự luôn là những cái bác chơi địa lan nói chung là tất cả các bác đều rất là thích cái vùng miền này, bởi vì cái vùng miền này thì hoa của nó rất là đẹp các bác ạ. Hoa của nó sổ những cái mặt bông mà phải nói là rất là xuất sắc luôn. Thì em sẽ lên cho các bác xem một số cái mặt bông mở sổ của cái cây Mạc Xuân các bác nhé. Hàng vùng này thì thực sự luôn là rất là nhiều khách thích ạ. Đây, các bác có thể ngắm này, cánh này rất là bay luôn này, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Và các bác về chơi cho em thì hoa của nó sẽ nở vào ngày Tết, rất là thơm luôn ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể sưu tầm. Thì cây này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 cho một mã.
Một mã sẽ như thế này các bác nhá. Một mã sẽ kiểu như thế này này. Đấy, nói chung là một mã sẽ như thế này. Và các bác chú ý này, do là hàng rừng và cái khu vực này thì rừng khu vực này nó có rất là ít, nó không như là những cái vùng khác, cho nên là cây dân phải đi hái rất là xa, nên là do là cái quá trình vận chuyển nó rất là xa trên rừng, cho nên là cái lá của nó sẽ hơi xâu xia một tí các bác nhé, nó sẽ không được mịn màng gọn gàng đâu. Đấy, nên là các bác có thể mua để làm giống cũng được. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là đẹp thì đẹp như thiên nga thì không có, bởi vì nó là cây rừng. Đấy, nên là nó chỉ được như thế này thôi. Nhưng mà nói chung là em đã cắt tỉa rất là sạch sẽ rồi các bác nhé. 150.000 cho một mã. Tiếp đến thì em sẽ lên cho các bác xem những cái mã hồ điệp. Hồ điệp thì hôm nay nhà em có 3 loại các bác nhé. Hồ điệp âm dương, hồ điệp trăm hoa và cây hồ điệp giống mới, hồ điệp hồng thiên vương, cây hồ điệp 6 mắt rất là đẹp luôn. Thì em sẽ lên cho các bác xem đầu tiên là những cái cây hồ điệp 6 mắt các bác nhé, hay còn gọi là cây hồng thiên vương. Hoa của nó rất là thơm, cây này thì là cây hoa thơm các bác nhé. Và rất là lạ mắt, rất là đẹp luôn ạ. Các bác có thể sưu tầm. Và hàng thì toàn là những cái cây lá mít cực kỳ ok luôn, và rất là nhiều nụ ạ. Đây ạ, các bác có thể ngắm này. Em sẽ có những cái chậu 3 ngồng nụ các bác nhé. Đây các bác thấy chưa, này lá rất là to luôn, và rất là nhiều lá các bác nhé. Ngày Tết mình chơi là cực kỳ ok luôn. Hàng phân nhánh các bác nhá. Đây ạ, những cái chậu 3 ngồng như thế này thì em chia sẻ với giá là 110.000 một chậu, 110.000 một chậu, rất là đẹp. Những cái chậu 2 ngồng thì sẽ có giá là 100.000 một chậu các bác nhá. 2 ngồng hay 3 ngồng thì đều đẹp. Nó chỉ khác nhau ở cái số ngồng thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. 2 ngồng là 100.000 một chậu, cây hoa thơm các bác nhá. Dòng này dòng hoa thơm và cái cánh hoa của nó rất là lạ luôn, cánh chớp chớp 6 mắt rất là lạ luôn ạ. Thì các bác có thể sưu tầm các bác nhá. Tiếp đến là những cái cây hồ điệp trăm hoa. Những cái cây hồ điệp phải nói là những năm về trước là rất là có, nhưng mà rất là ít, bởi vì là giá của nó rất là đắt. Những năm về trước toàn là gần 500.000 một cây các bác ạ. Năm nay thì giá của nó rất là rẻ. Đây ạ, hồ điệp trăm hoa thì đây các bác có thể thấy nhà vườn đang trồng một chậu một cây mà đã rất là nhiều hoa như thế này rồi. Hoa nở Tết và các bác chơi thì đến hè luôn ạ. Đấy, thì hồ điệp trăm hoa thì em chia sẻ là 160.000 cho một chậu một ngồng các bác nhé. Một chậu một ngồng hoa thì là 160.000, và một chậu hai ngồng hoa thì có giá là 200.000 các bác nhé. Cây hồ điệp trăm hoa thì lá của nó rất là mít và to như thế này. Các bác có thể thấy lá rất là to và mít các bác nhé. Nên là lá của nó rất là dễ bị toác lá, nên là các bác nhận được hàng có thể lá nó sẽ bị toác ra như thế này thì các bác hết sức thông cảm nhé. Đấy, nhà em như thế này là em còn lựa rất là kỹ rồi, nên là thế này là toác ít nhất rồi đấy ạ. Đấy, nên là các bác hết sức thông cảm các bác nhé. Lá to như là lá đạm, là bàng luôn ấy, chứ là đa nó còn nhỏ hơn ạ. Đấy, 160.000 cho một cây các bác nhá. Cây cỡ to rất là đẹp luôn ạ. Và cây hai ngồng thì là 200.000. Tiếp đến là em có những cái cây hồ điệp âm dương các bác nhá. Hồ điệp âm dương thì luôn luôn là được rất là nhiều bác sưu tầm, bởi vì cây này nó ngoài vì cái việc chơi hoa Tết ra thì nó còn chơi phong thủy nữa các bác nhá. Chơi phong thủy rất là nhiều luôn ạ. Thì hồ điệp âm dương thì em chia sẻ là 100.000 cho một cây, và cây thì đang có nụ các bác nhá. Có cây một ngồng, có cây hai ngồng lung tung. Nói chung là em cứ lựa cho các bác cây có nụ là ok. Đấy, 100.000 cho một chậu hồ điệp âm dương, rất là đẹp luôn ạ. Cây đấy chơi phong thủy cực kỳ đẹp. Tiếp theo thì em có hai cái chậu vũ nữ cá mập hoa thơm này, thì em xả hàng thanh lý luôn cho các bác này. Đây em có một cái chậu rất là đẹp luôn nhá. Đấy, chậu này 3 ngồng này. 3 ngồng thôi em để cho các bác hay 180.000 luôn đi. Hoa của nó có màu đen và lưỡi của nó có màu tím rất là thơm các bác nhá. Hoa chơi Tết đấy, em còn cái chậu siêu đẹp tuyệt vời này. Để các bác 180.000 có 3 ngồng nụ. Tiếp đến là một cái chậu này. Chậu này cũng đẹp rất là nhiều thân. Đây hoa đây các bác ơi, đấy. Hoa đẹp cực kỳ luôn nhá. Hoa màu đen và cái lưỡi của nó có màu tím các bác nhá. Hoa đen lưỡi tím và hoa rất là thơm luôn ạ. Đấy, thì cây này thì chậu này của em thì nó có một ngồng hoa đẹp và một cái ngồng nó bị cụt một cái lụ. Chậu này em thanh lý 150.000 các bác nhá, 150.000. Tiếp đến thì em có địa lan thanh ngọc. Địa lan thanh ngọc thì vào những cái ngày Tết đến xuân về thì tất nhiên là bác nào cũng muốn có trong nhà những cái chậu địa lan thanh ngọc như thế này để chơi. Thứ nhất là nó rất là trông nó rất là sang và trông rất là đẹp ạ. Thì em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây địa lan thanh ngọc các bác nhá. Hoa nó sẽ nở vào ngày Tết ạ. Các bác có thể để trồng để chơi hoặc là mang đi biếu tặng cũng rất là đẹp luôn. Hoa của nó có màu xanh ngọc các bác nhá. Địa lan thanh ngọc thì em sẽ bán theo mã và đảm bảo bao giá rẻ nhất thị trường cho các bác luôn. Thì đầu tiên là mã A13. Mã A13 của em là bao gồm có 4 thân các bác nhá. Thì trên thị trường các bác có thể mua về giá là 160-180 một thân. Thì nhà vườn em chia sẻ cho các bác với giá rất là rẻ, chỉ rơi vào khoảng tầm 100-120 thôi, giá như là giá giao sỉ luôn ạ. A13 này gồm có 4 thân các bác nhá, 4 thân đẹp luôn ạ. Là 480.000 cho mã A13 này các bác nhá. Tiếp đến là mã A31. A31 thì em cũng có 4 thân, nhưng 4 thân này nó nhỏ, nên là em để cho các bác 4 thân này với giá là 400.000 các bác nhá. Tiếp đến là
A bao nhiêu đây? Ở cái mã này không có A mã. A30 này, A30 hai thân đẹp luôn này cả nhà ơi. A30 về giá là 240.000. 240.000 cho hai thân các bác nhá. Và tiếp đến là A12. Anh phải chờ rồi. Chờ em một chút nhá. A12 này, A12 với giá là 650.000 cho 6 thân các bác nhá. 650.000 cho 6 thân như thế này. Tiếp đến là mã A18 này. A18 là 5 thân rất là to và rất là đẹp luôn này. Các bác về chồng nó sẽ được một chậu đẹp để chơi Tết luôn này. A18 với giá là 580.000 các bác nhá. 580.000 cho mã A18 này. Tiếp đến là mã A32. A32 với 7 thân rất là đẹp luôn. A32, 7 thân cực kỳ to và cực kỳ đẹp này, với giá là 780.000 luôn các bác nhé. Các bác càng mua những nhiều thân thì trồng lên chậu thì nó sẽ rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Ngoài ra thì các bác muốn lấy bao nhiêu thân thì có thể báo cho em biết để em có thể chuẩn bị cho các bác. Tiếp đến thì hôm nay nhà em có một lô kiếm rất là đẹp luôn. Kiếm trắng Thái Nguyên và kiếm Tuyết Vân các bác nhé. Em chia sẻ thanh lý cho các bác luôn. Giá bao rẻ nhất thị trường các bác nhé. Mặt hoa thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Thì sẽ lên cho các bác một loạt luôn. Đầu tiên này. Đầu tiên là lô kiếm trắng Thái Nguyên các bác nhá. Đầu tiên là mã số B1 này, 150.000 cho mã B1 này. Đấy, hôm nay thanh lý hết luôn. Mã B2 100.000 luôn các bác nhá. B2 100.000 này. Tiếp tục mã B3 này, mã B3 đây 150.000, mã B4 180.000 nhá. Mã này siêu to khổng lồ luôn này, 180.000 luôn. Các bác nhanh tay mua nhá. Hôm nay em dọn nhà cho lo gọn nhà nên là em thanh lý hết cho các bác luôn với giá đảm bảo là có những cây nó còn rẻ hơn cả giá em mua luôn ạ. Tiếp tục đến đây, vẫn trắng Thái Nguyên này, tiếp tục này. B11 này 100.000 các bác nhá. B11 100.000. B12 100.000 luôn này. B12 100.000 này. B13 mã này nó cây nó nặng quá nó đổ thôi chứ còn nó không sao, không gãy không dập các bác nhá. 80.000 luôn B13 này. Tiếp tục B14 này. B14 này là 150.000 này. Một chậu rất là to luôn, 150.000 cho B14 và B15 180.000 chậu siêu to luôn. 180.000 các bác nhá. Đấy. Bây giờ là đến lô Tuyết Vân này. Đầu tiên là B5 này, B5 100.000 luôn này các bác ơi, 100.000 nhá. B6 này 80.000 này. B7 150.000 này. B7 này đẹp này các bác ơi, 150.000 này. Tóm lại là hôm nay em thanh lý hết rồi, các bác mua nhanh nhá. Bằng có những chậu thì chỉ bằng tiền giá thể thôi ạ. B8 này 100.000 luôn này, B9 130.000 này và B10 130.000 luôn các bác nhá. Đấy, 130.000 B9 và B10. Tiếp đến thì sẽ có một cái lô kiếm. Nóng quá. Đây ạ, đây, lên cho các bác một cái lô kiếm này. Sẽ có đây, đầu tiên là một cái chậu thân côn lùn đẹp luôn này của hàng rừng Tây Ninh các bác nhá. Mã B16 với giá là 150.000. Các bác, cái lô kiếm này của em là những cái lô nó có chậu sành, chậu rất là to mà em bán giá phải nói là giá siêu rẻ rồi. Nên là các bác mua em bỏ chậu các bác nhá, bỏ chậu và gửi cây kèm cùng giá thể, em gửi cả giá thể cho các bác luôn. Bởi vì nếu mà với giá rẻ như thế này mà các bác mua cả chậu ý, thì tiền ship nó rất là đắt, rất là tốn cho các bác. Đấy, nên là em nghĩ là bỏ chậu ra và em gửi giá thể đi kèm các bác nhá. Đầu tiên B16 với giá là 150.000 này, rất là đẹp luôn, lá to và láng các bác nhá. Tiếp đến là một mã B17 này, 180.000 luôn này cả nhá. B17 180.000, củ to cực kỳ đẹp luôn. B18 này 50.000 luôn này. B18 các bác nhá. B18 con này là kiếm rừng Phú Yên các bác nhá. Đấy, các bác có thể sưu tầm B18 này. Tiếp tục B19 200.000 luôn này. 200.000 cho B19. B20 này, B20 150.000 các bác nhá. Hàng rừng Tây Ninh, bản lá to cực kỳ đẹp luôn này. 150.000. Tiếp tục đến B21 này, B21 150.000 luôn, con này cũng hàng rừng Phú Yên các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, lá nó nhỏ hơn một tí xíu thôi nhưng mà rất là đẹp. Tiếp đến là B22. B22 50.000 các bác nhá. Đấy. Cho nên là rẻ như thế này mà mình gửi cả cái chậu thì tiền ship nó bằng tiền cây. Đây là tốt nhất là nhổ ra các bác ạ. Cây này đẹp lắm, nó đang đẻ con này, đẻ con đẹp rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp đến là B23. B23 ui giời ơi. Đây này các bác thấy chưa? Đấy, đẹp mà, nó chỉ bị nó nặng quá. Ôi giời ơi, tóm lại là nó nặng quá nó đổ thôi chứ còn cây rất là đẹp, các bác về trồng lại nhá. 100.000 B23. Tiếp tục B24 200.000 luôn các bác nhá. 200.000 một chậu to trà bá lửa luôn. Đấy, còn cái chậu to to đùng đoàng này này, chậu to đùng đoàng này hoa đẹp lắm. Chậu này siêu đẹp luôn. Hôm trước em bán 800.000 nhá. Hôm nay bác là mua em để cho các bác 600.000, bác là mua gửi lốt cho nó rộng. Em đợt này em về rất là nhiều hàng Tết nên là không còn chỗ để nên là thanh lý giá rẻ cho các bác luôn. Đấy, các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Xin chào các bác nhá.